Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú, lại là An đây. Thì nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hay là coi video của An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, vì lúc nào cũng yêu thương An, lựa chọn những cái video của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ngoài kia. Hôm nay có một anh gọi điện thoại cho An, hỏi về một cái vấn đề mà An nghĩ là rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú của mình hay gặp phải cái vấn đề này. Đó chính là khi mà mình bị bệnh, mình không tìm tới bác sĩ, khi mà mình cần những cái vấn đề về luật pháp, mình không tìm tới luật sư, khi mà mình có những cái câu hỏi về thuế, mình không hỏi những cái người CPA hay là những cái chuyên viên làm thuế giống như An, mà mình lại đi hỏi những cái group ở trên Facebook, hay thậm chí là mình đi hỏi bạn bè, người thân của mình về những cái vấn đề bệnh của mình, về những cái vấn đề luật pháp, về thuế. Thì với bản thân của An á, An chỉ muốn chia sẻ với mọi người một điều thôi, đó chính là bất kể ai, bác sĩ, luật sư, làm thuế ra, người ta đều phải có cái license để mà người ta có thể làm cái công việc đó. Thì thành ra người ta là những người có chuyên môn, người ta sẽ cho các bạn, các anh chị, các cô chú những cái câu trả lời chính xác hơn là các bạn đi hỏi vòng vòng. Tại vì những người mà mình hỏi, mình đâu có biết người ta là ai đâu, cái chuyên môn người ta là gì. Có những người đi làm hãng, có những người đồng nghiệp của mình trong tiệm nail, có những người lái Uber, lái Lyft, người ta cũng có thể lên những cái group mà người ta trả lời cái câu hỏi cho các bạn, các anh chị, các cô chú. Thành ra điều đó dẫn tới là mình sẽ bị cái đầu tiên, mình bị confused, mình nghe quá nhiều thông tin, mình không biết cái thông tin nào đúng và mình cần nên làm cái gì. Cái thứ hai nữa đó là khi mà mình đã tham khảo thì làm cho đúng. Khi mà mình bị bệnh, chữa bệnh là chữa cho đúng bệnh. Tới những cái người có chuyên môn, có license, người ta sẽ giúp các bạn, các anh chị, các cô chú giải thích cho mình hiểu. Tại vì mỗi một người, mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau, nó sẽ ra những cái kết quả khác nhau. Có thể người ta chia sẻ những cái quan điểm của người ta lên theo như cái trải nghiệm của người ta, nhưng mà không phải cái trường hợp của người ta sẽ đúng trong trường hợp của các bạn, các anh chị, các cô chú. Thành ra lúc nào cũng vậy hết. Cần tìm những cái gì, có câu hỏi gì tham khảo với lại những cái người chuyên môn. Bị bệnh thì đi bác sĩ, đau răng thì đi nha sĩ, cần luật sư thì đi tới gặp luật sư, cần tư vấn về thuế gặp CPA, những cái người làm thuế giống như An vậy nè, hoặc là cần mua bảo hiểm nhân thọ, nói chuyện trực tiếp với lại những cái người agent bán bảo hiểm nhân thọ để mà mình hiểu về cái product, hoặc là khi mà mình quyết định mình mua một cái bảo hiểm nhân thọ, mình phải nghe và mình phải confirm lại với những cái người có chuyên môn. Tại vì em thấy có những người á rất là thích hay là cho ý kiến, ví dụ như là cùng làm trong một cái tiệm đó, thấy chị A mua thì lúc nào cũng sẽ có chị B, chị C gì đó ở trong tiệm sẽ gàn lại, nói là ủa tại sao phải mua vậy, ủa tại sao như vậy như vậy như vậy. Nhưng mà mục đích cuối cùng của mình là gì, và mình phải hiểu được á là nếu như mà ngày mai người vợ, người chồng của mình không đi làm được nữa, không có income nữa, thì ai sẽ là người bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất? Có phải là chị B, chị C, chị D nào đó trong tiệm gàn mình không mua bảo hiểm nhân thọ hay không? Hay là chính bản thân của mình, chính gia đình của mình là cái người chịu trách nhiệm đó? Hay là những cái vấn đề về luật pháp mà mình cần thì luật sư người ta có trách nhiệm, người ta tư vấn cho mình đúng pháp luật. Khi mà mình làm không đúng, cái chị B, chị C, chị D trong tiệm có đứng ra chịu trách nhiệm trên cái hồ sơ pháp lý của mình hay không, hay là bản thân của mình phải chịu? Thành ra nhớ giùm An nha, có câu hỏi tìm đúng những cái người có license, có chuyên môn, đừng có nghe những cái người xung quanh. Tham khảo là tốt nhưng mà phải tham khảo một cách có chọn lọc, và nếu mà cho An chọn tin tưởng thì lúc nào An cũng nói với mọi người tin tưởng những cái người có license, tại ít nhất người ta có license, người ta học về cái vấn đề đó, người ta có chuyên môn về vấn đề đó, người ta sẽ cho các bạn, các anh chị, các cô chú một cái câu trả lời mà hợp lý nhất trong trường hợp của các bạn, các anh chị, các cô chú. Đừng có nghe quá nhiều những cái ý kiến xung quanh, những cái ý kiến xung quanh của bạn bè, người thân của mình không có làm về cái lĩnh vực đó, chỉ là mang tính chất tham khảo mà thôi nha. Và một lần nữa cảm ơn các bạn, các anh chị, các cô chú đã yêu thương An, lựa chọn những cái video của An ở rất là nhiều những cái video ở ngoài kia. Và đừng quên số phone của An rất là dễ nhớ, 408 661 7689, 408 661 7689. Gọi cho An khi mà cần làm thuế, cần về đầu tư và